Có rất nhiều loài động vật kỳ lạ khác nhau sống trên trái đất. Chúng ta hãy nhớ lại thú mỏ vịt, sự kết hợp của các động vật có vú, chim, bò sát và thậm chí cả cá hoặc chuột chũi mũi sao. Nhưng những loài quen thuộc với con người cũng có khả năng làm chúng ta ngạc nhiên. Điều này thường xảy ra khi thiên nhiên đột nhiên quyết định thể hiện sự kỳ ảo và một trục trặc nhỏ xảy ra trong cơ chế do nó đặt ra. Trong video hôm nay, bạn sẽ được xem các đặc điểm di truyền biến động vật bình thường thành những sinh vật tuyệt vời như thế nào. Rùa đen. Không có gì ngạc nhiên khi những người theo xu hướng thời trang nói rằng màu đen phù hợp với tất cả và không có ngoại lệ. Không chỉ con người mà điều này cũng phù hợp với cả rùa. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chú rùa Galapagos con màu đen. Thường thì loài rùa này có màu nâu sáng, nhưng đột biến gen đã làm cho con rùa này hoàn toàn có màu đen. Nó chỉ có thể thấy được ở chỗ sáng. Trên cơ thể nó có thể thấy điểm màu trắng duy nhất là răng trứng bên dưới mũi. Nó nặng không tới 70g. Bạn có thể thấy hai mảng màu xanh trên mai của nó, giúp chúng ta có thể nhận biết được nó được lấy ra từ đâu. Nghĩa là đây không phải con rùa duy nhất được sinh ra với đột biến này. Thằng lằn mắt đỏ. Nếu như chúng ta đang nói về các thú cưng kỳ lạ thì không thể quên anh chàng với cặp kính thời trang này. Nó có tên là thằng lằn cá sấu mắt đỏ hay thằng lằn gai mắt đỏ. Đây là một loài thằng lằn nhỏ ở đảo New Guinea, lại một lần nữa ở hòn đảo thần tiên này. Toàn thân của loài thằng lằn kỳ lạ này được bao phủ bởi các vảy lớn và nhọn. Có 4 hàng gai chạy dọc theo lưng đến đuôi và do đó nó có tên gọi là thằng lằn cá sấu gai. Còn mắt đỏ thì chúng ta dễ dàng hiểu được. Xung quanh hai con mắt đen lồi với móng mắt màu vàng, thiên nhiên đã vẽ lên vòng tròn lớn màu đỏ cam. Nếu đột nhiên bạn mua được một con như vậy thì hãy chuẩn bị cho điều kinh ngạc. Con thằn lằn trên tay bạn sẽ rít lên như một món đồ chơi bằng cao su. Trong tự nhiên thì tiếng rít chói tai này làm cho các động vật săn mồi thả nạn nhân đi. Con thằn lằn này có thể cho phép chủ của nó gãi lên mình hay cho ăn bằng tay, nhưng nó sẽ không nồng nhiệt bởi vì đó là bò sát. Rắn cầu vồng. Ngay cả nếu như bạn ghét rắn thì chúng tôi đảm bảo rằng bây giờ bạn vẫn không khỏi thán phục. Những con trăn không phải lúc nào cũng có màu buồn tẻ. Đâu là cách loài bò sát này được sinh ra và chúng có thể đẹp đến mức nào. Trước mắt bạn là trăn nước Timor. Chắc bạn cũng đoán được là chúng sống ở những khu rừng ẩm ướt, các đồng cỏ ngập nước và đầm lầy. Loài trăn tuyệt vời này sống ở Indonesia, đảo New Guinea và Bắc Australia. Các phân loài của nó khác biệt nhau bởi màu sắc. Lưng và hai bên của nó có thể có màu ô liu, nâu đen hoặc nâu sáng. Nhưng cũng có những cá thể như thế này xuất hiện với tần suất cực kỳ hiếm. Và trăn nước New Guinea còn hiếm gặp hơn nữa. Có lẽ là bạn chỉ nhìn thấy chúng trong video của chúng tôi. Từ năm 1988 đến nay, các nhà khoa học đã phát hiện ra một số cá thể ở trên núi cao tới 2.000 mét ở phía tây đảo New Guinea. Và con trăn đầu xanh này chính là loại trăn môi trắng. Nó có tên như vậy là do sở hữu một vạch trắng ở phần dưới của đầu. Lưng của nó có màu sồi với ánh cầu vồng kỳ lạ. Nó cũng sống ở New Guinea. Có vẻ như ở đấy có rất nhiều loài trăn khác thường. Nhân tiện, ngoài màu cầu vồng thì loài bò sát này còn có thể sở hữu những màu sắc kỳ lạ khác. Ví dụ như màu trắng do thoái hóa da hoặc bạch tạng một phần. Đột biến gen tạo nên các vùng da có màu khác nhau. Gấu trúc nâu. Ngoài những con gấu trúc thông thường, chúng ta có thể gặp những con gấu màu nâu như thế này. Đây thực sự là một đồ chơi bằng nhung còn sống. Con vật với màu sắc khác thường này đang sống trong trạm nghiên cứu ở Thiểm Tây, phía Tây Bắc Trung Quốc. Con gấu trúc màu nâu đầu tiên trên thế giới được tìm thấy năm 1985 ở núi Tần Lĩnh và cho tới nay đã có 8 cá thể như vậy được phát hiện. Hơn nữa, con gấu này có tên Kisai, nghĩa là không vội vàng, là con gấu trúc màu nâu cuối cùng được con người biết đến. Con người rất thích thú với nó, nhưng quan hệ với đồng loại thì hoàn toàn ngược lại. Theo các nhân viên khu bảo tồn, các con gấu trúc khác cô lập và dành thức ăn của nó. Do đó, nó được nuôi trong chuồng riêng. Hiện nay, nó nặng hơn 100kg và ăn khoảng 20kg lá tre mỗi ngày, cộng thêm sữa và bánh.
Cá heo bất thường. Cá heo là loài động vật kỳ lạ. Trên thế giới không có nhiều loài động vật thông minh và thích giao tiếp với con người như vậy. Nhưng trong loài cá heo lại có thể gặp được những cá thể thực sự đáng kinh ngạc. Ví dụ như con cá heo bạch tạng có tên Angel này. Màu trắng là do thiếu melanin bẩm sinh. Trong môi trường tự nhiên, rất hiếm gặp các cá thể như vậy. Theo một số nhà nghiên cứu, thì khắp vùng Biển Đen chỉ có vài con cá heo trắng như vậy, và cũng chỉ có vài chục cá thể trên toàn thế giới. Và làm sao con người có thể gặp được chúng? Các hình ảnh của Angel được ghi lại ở Bảo tàng Cá heo Taigi, cơ quan cứu hộ cá heo. Theo những người đứng đầu nơi này, thì cá heo ở đây sống trong điều kiện khủng khiếp và không thể mở mắt do nước clo nồng độ cao. Và đây là một ví dụ tương tự, cá heo màu hồng. Bạn có thể tưởng tượng được rằng cá heo màu này có thể tồn tại. Những con cá heo kỳ lạ này được quay lại ở một cảng biển ở Congo. Còn đây là đàn cá heo trắng ở Trung Quốc. Màu hồng này là do mạng lưới mạch máu nằm ngay dưới da. Tại sao lại trông như vậy? Trong lúc ghi hình, các nhà bảo vệ môi trường cảnh báo rằng loài cá heo này đang có nguy cơ tuyệt chủng do sự ô nhiễm nước và thu hẹp môi trường sống. Các cuộc thăm dò mới nhất không thể tìm thấy một cá thể nào ở vùng biển Trung Quốc. Có vẻ như chúng đã bị tuyệt chủng. Loài chim quý hiếm. Bạn có nghĩ rằng mình hiểu rõ về các loài chim? Bạn có đoán được loài chim bạn chuẩn bị thấy là gì không? Chúng tôi tin rằng bạn không đoán được. Đây là câu hỏi chỉ dành cho các chuyên gia. Trước mắt bạn là chim sẻ mỏ to ngực hồng, sinh sống ở khu bảo tồn thiên nhiên ở Westmoreland, USA. Nhưng nó không giống con trống cũng như con mái của loài chim này, mà chính xác là cùng lúc giống cả hai giới. Phần bên trái cơ thể giống con đực và đặc trưng là đám lông dưới cánh màu vàng, còn bên phải lại có màu đỏ như con cái. Tại sao lại có thể như vậy? Nguyên nhân là do bất thường trong phát triển với tên gọi là hình thái lưỡng giới. Giả thiết cho rằng đó là do sự sai lệch trong phân chia nhiễm sắc thể giới tính. Kết quả là một nửa phôi phát triển theo giới tính cái, nửa còn lại có giới tính đực. Phụ thuộc vào vị trí phân chia hai nửa của phôi mà hình thái lưỡng giới được phát triển thành hai bên như con chim này, hay là hai nửa trước sau hoặc có hình dạng nhiều mảnh ghép. Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở các loài chim mà còn ở các loài động vật khác, ví dụ như các loài côn trùng hay giáp xác, nhưng rất hiếm. Theo các nhà nghiên cứu của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Carnegie, thì trong vòng 64 năm nghiên cứu các loài chim, chỉ gặp hiện tượng lưỡng giới hai bên chưa tới 10 lần, thấp hơn cả tỷ lệ trúng giải đặc biệt của Việt Lót. Ong thợ mộc. Chúng ta đã quen rằng ong mật là loài côn trùng có màu vàng đen, còn những con côn trùng nhỏ bé như thế này rất hiếm gặp. Ong thợ mộc Cyclocopa vanga có màu xanh da trời và có vẻ như là sinh vật tới từ hành tinh khác. Trong quá khứ, chúng có thể được coi là sinh vật lạ. Chúng là loài sinh vật cổ, relic, còn sót lại từ các thời kỳ địa chất xa xưa. Chúng được gọi là ong thợ mộc là do phương pháp xây tổ. Chúng đục lỗ trên thân cây và tạo ra cái tổ nhiều tầng, trong đó có sàn và trần. Tổ được chia thành các khoang nhỏ, nơi các con nhộng sẽ phát triển. Loài vật tuyệt vời này có thể tìm thấy ở Tây Âu và Trung Âu, Trung Đông và Trung Á. Ở Nga và Ukraine thì chúng được xếp vào sách đỏ. Số lượng của chúng bị giảm đi đáng kể trong quá trình chặt bỏ các cây khô. Nhưng nếu đột nhiên bạn bắt gặp ong thợ mộc và muốn vuốt ve nó, thì hãy nhớ rằng đây là một ý tưởng tội. Nếu bị loài ong này đốt thì có thể bị đau và phù ngay lập tức. Nọc độc của chúng có thể gây ra sốc thần kinh, và nếu bị đốt vào cổ họng thì có thể gây chết người. Mọi nỗ lực thuần hóa loài ong này đều thất bại. Đơn giản là hãy để chúng yên. Zebroid, ngựa vằn lai. Đây không phải là buổi huấn luyện ngựa bình thường, vì đây không hẳn là một con ngựa. Hãy quan sát kỹ màu sắc trên cơ thể nó. Bạn có nhận ra gì không? Đúng vậy, đây là một con lai của ngựa cái thuần chủng và ngựa vằn đực có tên Sandy. Ngoài các vằn trên cơ thể, thì nó còn thừa hưởng cặp tai dài của ngựa vằn. Các đặc điểm còn lại được di truyền từ mẹ. Vấn đề là ngựa vằn thì ít khi được thuần dưỡng vì chúng chống cự mãnh liệt. Chúng có thể cắn mạnh và gây vỡ xương hàm với một cú đá. Ngoài ra, chúng cũng không hề thân thiện với con người
và hoàn toàn yêu thích lối sống hoang dã. Ngay cả con ngựa vằn lai cũng không hưởng ứng việc thuần dưỡng. Chúng thường được thuần hóa ở châu Phi bởi vì chúng miễn nhiễm với ruồi ngủ CC và có thể được sử dụng để thồ hàng. Nhưng với Sandy thì khác. Chủ của Sandy sử dụng Clicker để huấn luyện và nó cho thấy sự tiến bộ đáng kể.